Chào mừng các bạn đã đến với kênh. Hôm nay thì mình sẽ làm món cái món bánh canh chả nha. Thì để làm món bánh canh chả, trước hết ở đây những nguyên liệu để mình làm cái món bánh canh ngày hôm nay. Thì ngoài nguyên liệu bánh canh là chủ yếu thì ở đây mình sẽ sử dụng chả. Chả này thì mình sẽ sử dụng cái loại chả cá hay là chả quế gì cũng được hết ha. Thì chả lụa thì nếu mà thích cái phần chả lụa thì mình có thể là mình sử dụng cái chả lụa thay chả cá hoặc là chả quế. Ở đây mình sẽ dùng vừa chả cá và vừa chả quế ha. Ngoài chả ra thì hôm nay mình sử dụng thêm là cái huyết. Huyết này huyết heo, khi mình mua về rồi cái mình sắc ra như thế này, mình trụng vào cái nước sôi á, trụng cho nó sôi trở lại và cái phần huyết này nó được sạch. Ngoài huyết heo ra thì hôm nay mình sẽ sử dụng cái nước nước ngọt, nước hầm từ xương. Mình sẽ sử dụng là 2 lít nước ngọt và 1 lít nước lọc. Thì nếu mà mình có cái phần nước xương này luôn thì mình sử dụng khoảng là 3 lít luôn. Mình hầm hoàn toàn là mình nấu cái nước xương luôn cũng được. Còn nếu không thì mình nước xương hầm của mình ít quá thì mình sử dụng và mình cho thêm cái phần nước lọc vô ha. Ngoài cái phần nước nước ngọt ra thì ở đây mình sử dụng trứng cút. Trứng cút này thì trứng cút lạc là mình sẽ đem đi mình nấu ha. Mình nấu khoảng chừng 5 phút là mình luộc 5 phút là trứng cút này nó chín rồi. Ngoài trứng ra thì ở đây mình sử dụng thêm cái phần đậu hũ. Đậu hũ thì mình sử dụng cái loại hũ bi á, thì mình khỏi phải chiên và mình khi mình nấu nó tiện hơn. Rồi, ngoài ra thì mình sẽ sử dụng cái bột năng hoặc là bột bắp. Ở đây thì mình sử dụng cái muỗng cà phê của mình. Mình sử dụng mà khoảng 2 muỗng cà phê cái bột năng. Gia vị để mình làm cái phần phần muỗng để cho nó thơm thì mình sử dụng ở đây một ít cái phần rừng. Và mình sử dụng ở đây là gừng này thì mình sử dụng khoảng 2-3 lát thôi, để cho cái phần gừng này nó thơm. Mình bỏ vào cái phần nấu rồi nó thơm. Và tỏi và hành tím thì mình có thể là mình sử dụng mình bầm nhuyễn ra. Trước hết ở đây thì mình sẽ đem cái phần trứng cút này mình đem đi mình luộc nha. Mình luộc cái phần trứng cút này trước ha. Trong lúc mình luộc trứng cút thì ở đây mình sẽ đập dập cái phần tỏi và cái phần gừng này mình sẽ băm nhuyễn nè. Gừng này mình sẽ băm nó nhuyễn, mình đập cho nó dập rồi mình băm nó nhuyễn nha. Giờ mình sẽ cho cái nồi vào mình cháy cái phần hành tỏi cho nó thơm nha. Gừng mình cũng bỏ vô mình cháy luôn cũng được ha. Để cái phần bánh canh này nó có cái màu đẹp á thì thường mình sẽ sử dụng cái dầu mè. Ủa xin lỗi, là mình sử dụng cái dầu điều hoặc là cái dầu gốc nha. Cái tôm mình sẽ lấy cái phần này ra. Sau đó thì mình sẽ cho cái phần nước này vào. Hôm nay mình sẽ làm 3 lít nước, mình nấu còn 3 lít nước nha. Sau khi mình cho nước vào trong đây rồi, mình sẽ đợi cái nước có nước rơm thì mình sẽ cho cái nóng vào.
Còn nếu không sử dụng nấm rơm cũng được. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu là mình pha cái nguyên liệu gia vị để mình nấu cái phần nêm, cái phần bánh canh ha. Bắt đầu là mình sẽ nêm gia vị. Trước hết thì ở đây mình sẽ cho một muỗng cà phê, hạt nêm. Tiêu thì mình sẽ cho là ở đây là một muỗng cà phê tiêu nè. Đường ở đây thì mình sẽ nêm là khoảng là một muỗng rưỡi đường ha, tại vì cái nước của mình có cho nước lọc á. Muối ở đây thì mình sử dụng cái, nếu mà sử dụng muối hộp á thì mình sẽ sử dụng khoảng một muỗng muối hộp, còn nếu mà mình sử dụng cái muối bọt á thì cũng tương đương muối hộp là một muỗng. Còn mình sử dụng cái muối gió thì mình sẽ cho giảm lại lượng muối lại nửa muỗng nha. Mình sẽ cho từ từ, cái lượng muối này thì các bạn muối gió thì mình sẽ cho ít thôi, mình không cho nhiều, nó sẽ bị mặn á. Còn bột ngọt nếu các bạn nào ăn thì mình sẽ cho nhiều, cho ở đây là khoảng là một muỗng cà phê nhỏ thì mình sẽ cho 2 muỗng bột ngọt. Thì nếu mà mình không có thích ăn bột ngọt thì mình cho ít thôi, bột ngọt nó sẽ làm dịu cái phần muối lại. Đây mình sẽ cho một muỗng cà phê bột ngọt trước nha. Cái phần bột năng này thì mình sẽ cho nước vào trong đây mình khuấy. Khuấy cho nó tan luôn là được ha. Nước ở đây bắt đầu là sôi lên rồi ha, thì mình sẽ hạ cái phần lửa này nhỏ xuống rồi mình sẽ nêm gia vị. Giờ mình sẽ cho cái phần gia vị này vào. Cái phần nước hầm hồi nãy là mình chưa có cho nêm gia vị nha. Bây giờ thì mình sẽ nêm, hạ lửa nhỏ rồi mình hãy nêm gia vị ha. Cho nó tan gia vị ra, bắt đầu đây mình sẽ nêm nha. Gia vị ở đây thì mình sẽ thiếu muối, tại vì nãy mình không có dám để muối nhiều. Bây giờ mình sẽ cho thêm là 1 muỗng, 2 muỗng cà phê muối nữa. Ở đây mình sẽ nêm muối hộp ha. Mình sẽ cho ở đây khoảng là 2 muỗng cà phê đường nữa. Còn nếu các bạn nào thích ăn đậm đà hơn nữa thì mình sẽ cho thêm 1 muỗng cà phê bột ngọt nữa nha. Bây giờ cái phần nồi nước dùng của mình đây nó được, nó vừa theo cái khẩu vị của mình rồi. Và ở đây sôi trở lại mình sẽ cho cái phần huyết này vào ha. Và mình thấy cái phần nước này nó sôi trở lại rồi nè. Nó sôi lên rồi. Mình sẽ cho cái phần bột năng này vào. Bột năng vào mình khuấy từ từ ha. Nếu mà cảm thấy mà nó loãng quá thì mình sẽ thêm cái phần bột năng. Thích ăn cái sần sọt á thì mình sẽ thêm cái bột năng ha. Ở đây vì cái độ sệt nó chưa sệt nên mình sẽ cho thêm 2 muỗng cà phê lớn bột năng nữa nha. Mình thêm 2 muỗng rồi là nó sệt theo ý của mình. Nếu mà sệt nữa thì các bạn cho thêm nữa ha. Và nếu mà cái độ sệt mà giờ nó sệt luôn thì mình sẽ cho khoảng là 5 muỗng nha. Còn nếu mà muốn sệt như thế này thì mình sẽ cho khoảng là 4 muỗng à. Nãy mình sử dụng 2 muỗng, giờ mình sử dụng thêm 2 muỗng nữa là 4 muỗng. Mình sẽ nấu ở đây thêm 5 phút nữa nha. Đó thì mình sẽ cho cái phần đậu hũ vào. Sau khi mình cho đậu hũ vào thì mình sẽ cho phần trứng cút vào luôn.
tục mình nấu với cái lửa vừa thôi ha, để cho mình nấu cái phần bột năng này càng lâu thì nó không có bị chảy nước. Nếu mình bỏ vô mình tắt bếp liền nó dễ bị chảy nước á, nó lỏng ra. Sau khi mình nấu được hơn 5 phút rồi thì bây giờ thì muốn ăn thì mình sẽ trụng cái bánh canh, xong rồi mình sẽ múc cái phần này, cái phần nước dùng này vào trong cái tô bánh canh ha. Thì ở đây thì mình sẽ cho cái phần hành ngò vào trong đây để mình tạo độ thơm cho phần món bánh canh nha. Rồi như thế là mình đã làm xong cái phần món bánh canh chả ngày hôm nay rồi các bạn các anh chị. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn các anh chị trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.